Đó, anh em thấy chưa, cái con Yamaha EBIT 5000 thì cách xúc rất là tuyệt vời nha anh em. Một con mixer nhưng mà có sẵn cái crossover trong này. Có cái cách crossover luôn này anh em ha. Cách code super bass. Và có cái bộ effect số của Yamaha EBIT 2000, hai máy effect độc lập luôn. Và chỉnh được luôn từng máy chỉnh được hết. Công suất mỗi kênh như vậy là 500W ở 4 ohm. Tích hợp luôn cái máy nâng tiếng processor. Processor này tích hợp sẵn cái máy nâng tiếng luôn. Và đặc biệt có công suất luôn anh em. Nói chung một cái con mixer như thế này ha. Chơi với một cái sub 3 tấc của hãng Behr của Đức. Với một cái lo full đôi. Lo này là lo full đôi bass 20. Một cái lo bass 20 là mix bass và một cái lo đồng trục bass 20 nữa. Có nghĩa là trên con lo này là có hai cái lo bass 20 ha. Thấy một bộ loa bơ bê như thế này nhưng còn mixer sơn như thế này thì anh em mình đi làm kéo kéo cả mút cả me tuyệt vời luôn, rất nhỏ gọn, chỉ cần một con bàn mixer này là đủ ha anh em ha. Kết hợp chơi gia đình này, làm kiểu gì cũng được hết luôn, rất là hay. Đây mình sẽ test lại cho anh em nghe lần nữa ha. Đây là súp này, mono out này, súp ha, chỉnh súp này, chỉnh súp bằng cái rod này, chỉnh ha. Full thì mình đang chọn chế độ một bên là LX1 ha, bên LX1 bên mono thì gạt LX1 mono thì mới được một cái sub, một cái full ha, thì đẩy LX1 lên là có tiếng nhạc. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mô phỏng cái hiệu ứng effect của nó ha. Effect của nó rất là tuyệt vời nha anh em. Đầu tiên là mình sẽ test cái tiếng micro mọc này, micro mình đang cắm lại số 1 bằng cái micro dây này ha. Đây Elvis 1 lên ha. Alo 1 2. Này này có effect luôn ha. 1 2 4 5 6. Rồi đóng effect đi ha. Test cái tiếng micro mọc trước. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Con này tiếng rất là hay nha anh em. Cái con đang đợi trên cao có một tay khó làm quá. 2 6 7. Rồi bây giờ mình mở cái máy effect 1 lên ha. Máy phân 1 lên. Alo 2. Máy effect 1 này là đang ở máy hiệu ứng reverb anh em ha. Kênh số 1 và tương ứng với reverb ho. Hết. Mình chỉnh này, off này ha. Alo. Rồi mình tăng cái parameter, là cái hiệu ứng, mình chỉnh cái hiệu ứng ngắn dài. 2. Đó, anh thấy chưa, tiếng phê lắm nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái máy effect 2 cho anh em nghe ha. Effect 2. Alo. 1 2 6 7. Alo. Effect 2 thì nó đang ở kênh số 16, tức là kênh tab delay ha. Máy phát 2 đang ở trên 16, tap delay. Đây, tap delay thì bằng cách chỉnh này. Chỉnh này ha, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, chậm lại. Rồi, giờ muốn nhanh lên đúng không? Nhanh lên thì mình nhấn, nhanh lên. Anh em nhìn mình thao tác rất là dễ, 1, 2, 3, 4. Này, nhanh. Alo, 1, 2. Thì cái thư viện này, mỗi máy effect như vậy là lại có tới 16 hiệu ứng, từ reverb đến echo, rồi đến echo cộng reverb, rồi đến dành cho các cái kênh nói thuyết nhạc đủ kiểu ha. Rồi, rất là xịn sò nha anh em. Con này thì không chơi vào đâu được. Đó, một cái con mixer Yamaha rồi thì con nhập chạy đường áp 100V, EQ thì 4 ton, 2 LX, 2 máy effect, rất là xịn sò. Bây giờ em sẽ quay một vòng cơ bản ha cho anh em xem. Cái con này rất là hiếm nha anh em, EBIT 5000 rất hiếm, tại vì đời nó rất là sâu, đời giống như đời cổ đại ha.
nhưng mà nó còn đẹp như thế này nè anh em, những cái chân inox nó đẹp tinh vi, đẹp sáng chế luôn đó. Mình lượng dòng cơ bản để anh em thấy đồ đẹp chứ không phải là mình nói cho vui. Anh em thấy chưa, thấy đồ đẹp không, thấy chưa, rất là đẹp. Công suất cái hai lo này mỗi kênh như vậy là anh em trong quá một kênh ở chế độ 4 ôm ha. Con này là máy nhập điện 100V được sản xuất tại Taiwan ha, máy đen Taiwan đó. Bây giờ mình sẽ lên nhạc này, mình test từng lên nhạc này ha. Đó, còn là súp này, tắt súp luôn nè. Để cho anh em biết thì đợi nó mình mèo full này. Tắt full này, súp này. Đó, anh em thấy chưa? Súp đánh giá mang cũng ngang luôn. Đánh phầm cũng không đơn giản đâu. Đó, tắt súp này. Mở xem. Đó, thì nói chung là tình trạng hàng hóa thì đẹp riêng nguyên bản, hàng bãi ship nhật về anh em nhìn qua bề ngoài thì đánh giá đẹp riêng nguyên bản. Nó chỉ có một cái vết trầy vào đây là do mình vận chuyển về, họ bỏ cái dây cắm nguồn vô nó chè này này, họ vô tình họ đỡ cái dây nguồn nó chè lên thôi, chứ còn rất là đẹp không. Con máy sơ này giá mình đang bán 13.500.000 ha anh em ha, 13.500.000 một con máy sơ tích hợp gần như là đầy đủ hệ analog ha, từ receiver, airway laser này, nãy giờ quên giới thiệu cái airway laser thì nữa chứ, đấy còn có cái airway laser nữa này anh em, thấy không, vip lắm, có mấy năng tiếng processing luôn. Đèn on là năng tiếng mà off xuống là không năng tiếng, là tiếng nó chậm lại ha, tiếng nó nhỏ lại, năng tiếng lên. Rồi có chế độ gạt công suất này, ví dụ như 500W hay là 300W hoặc là 100W thì mình gạt lên cho nó đáp ứng cái lo cho tốt này. À, một con súp điện BBE đây, hàng thương hiệu của Đức. Đấy. À, con súp BBE này mình còn có một cái mình bán giá rẻ cho anh em 5 triệu một cái ha. À, mình soi thông số ở sau cho anh em xem luôn. Đây, BBE MU12B. Đây, hàng xịn của Đức nha anh em. Công suất của con này là 300W. Còn một con full đôi bass 20 đây. S800N. S800N công suất của nó là 300W ha, trọng lượng 10kg, tần số đáp tiếng nó từ 80Hz đến 20kg. Cái dòng loa này là loa để tăng cường âm thanh ha, tăng cường âm thanh. Nó bù ở những giải thiếu âm. Nó rất rõ, thiết kế rất là đẹp. Kiểu như loa live array hỗ trợ tăng cường âm ở mặt trước. Con này còn một cái lẻ em bán giá 7 triệu ha. 7 triệu một cái loa. Cái shop thì 5 triệu, 12 triệu. Cái này 13 triệu 500 nữa. Đấy. Anh em nào làm nguyên bộ này là bỏ cái xe di chuyển mỗi lúc mọi nơi. Đó, làm thêm cái iPad nữa, kết nối Bluetooth nữa là hát nghiêu ngao luôn. Rất là hợp lý ha anh em ha. Ngon bổ rẻ, vừa sốc vừa full luôn, không cần men mít nữa hết, rườm rà phức tạp. Quá rẻ anh em ha. Mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ qua địa chỉ đây nha. Thân ái chào người anh em.